Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc tủ hồ sơ K3. Chiếc tủ có chiều cao tổng thể là 1830, chiều rộng là 1m, chiều sâu là 450. Chiếc tủ bề ngoài được sơn màu ghi sáng, rất là sang trọng và đẹp. Màu ghi sáng này là màu sơn tĩnh điện, có tẩy rửa 9 bể, là một trong những công nghệ mới nhất và hiện đại nhất hiện nay trong ngành sản xuất tủ sắt, mà không phải đơn vị nào cũng có khả năng cung cấp và sản xuất theo tiêu chuẩn này. Công nghệ sơn tĩnh điện có tẩy rửa 9 bể giúp tủ bền lâu và phù hợp với khí hậu vùng biển Việt Nam. Các bạn có thể nhìn tổng quan đấy, chiếc tủ này rất là sáng và sang trọng đẹp. Nếu mà đặt trong một khối văn phòng như văn phòng của tôi đang lên thì các bạn quả thực sẽ chơi tủ này thì rất là xứng đáng để cho các bạn bỏ tiền ra để mua. Tôi sẽ đi xung quanh chiếc tủ này cho các bạn thấy luôn này, và ca sĩ tên là Anh Phú đã kiểm soát chiếc tủ này và cho xuất xưởng một chiếc tủ các bạn đấy, có thể nhìn thấy là cái phần tăng cứng để tăng thêm khả năng chịu lực và chịu tải trọng của chiếc tủ, rất là sáng siêu và đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đấy, nó không như một số dòng tủ thông thường trên thị trường rất là ọp ẹp và giá rất là rẻ. Khi các bạn dùng chiếc tủ này thì các bạn khỏi cần phải chê, tại vì nó rất là đẹp và bền bỉ theo thời gian. Các cái mối hàn được mài và liếc qua rất là công phu và tỉ mỉ. Ở đây là tem chống hàng giả của công ty tem chống hàng giả, hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, công ty cổ phần thiết bị và công nhân và an toàn không khí Việt Nam. Tem chống hàng giả vì quyền lợi của người tiêu dùng tại icheck.vn, hoặc là các bạn thể quét icheck tại đây luôn đấy, để xem thật cái hàng giả hàng nhái. Tại vì thường thường là khi mà ra ngoài thị trường thì công ty chúng tôi đã cho tất cả các chip lên toàn bộ sản phẩm. Và đây là thương hiệu BEMC nha các bạn, của công ty cổ phần thiết bị tư ngân hàng và an toàn không khí Việt Nam, là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất tủ hồ sơ lắp ghép. Các bạn thì thấy đấy, ngăn đầu tiên này chúng ta sẽ nhìn tổng thể qua nhé. Tủ này là có 3 ngăn và 2 đợt đấy, và đợt này là đợt di động nha các bạn, các bạn có thể hình dung được luôn. Và bên dưới là 2 ngăn đựng đồ và có 4 lỗ thông gió thoáng khí cho những cái ngăn đựng đồ này đấy. Và ngăn trên ấy thì được làm bằng kính đấy, có thể nhìn xuyên sâu vào bên trong lòng của cái tủ và lấy hồ sơ và tài liệu một cách dễ dàng nhất có thể, các bạn có thể xem luôn. Trên này là những tập hồ sơ của tổng công ty tập đoàn BEMC, và nó chịu lực rất là tốt. Ở dưới là những cái ngăn mà các bạn có thể lấy hồ sơ nhanh cho những khách hàng thân thiết của bạn. Còn bên dưới này là những cái chứng chỉ và ISO của tập đoàn công ty đấy, các bạn để xem đấy. Và bên này là các bạn có thể để những cái phần quà tặng vô cùng quý giá mà những khách hàng đôi khi là bạn bè của bạn tặng ở đây, thì để trưng bày vào đây là những cái nơi sang trọng và đẹp nhất. Và chiếc tủ này có hai tay nắm, các bạn thể nhìn thấy luôn, hai tay nắm là rất là sáng bóng và đẹp, bền bỉ theo thời gian đấy, và rất là thanh lịch nhé. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết phần bên trong của chiếc tủ hồ sơ K3. Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa ra cho các bạn. Các bạn lưu ý là ở đây nó có hai cái lẫy nhé, lẫy trên và lẫy dưới, thì các bạn nếu mở tủ ra thì khi nào cần thiết thì các bạn hãy mở ra đấy, còn không thì các bạn chỉ cần mở một ngăn thôi đấy. Và chúng ta có thể mở luôn ngăn dưới này, và bên này nó có hai cái núm sáng bóng đẹp vô cùng luôn. Ở đây có một cái lẫy nhựa này, các bạn nhìn thấy nhé, để chúng ta chỉ cần đóng tủ vào thì tủ nó sẽ không bị trôi ra, các bạn hình dung không? Đấy, nó không bị bật ra. Đấy là một trong những cái ưu điểm của cái tủ này, và thường
thường là có những nhà sản xuất ấy thì họ hay ăn ra bớt cái công đoạn này để giảm bớt chi phí và giá thành. Đấy, cái này rất là quan trọng. Mà nhà sản xuất nào cũng biết, nhưng mà đôi khi là họ giảm bớt công đoạn để giảm bớt giá thành xuống cho các bạn. Nhưng mà chúng tôi thì luôn luôn là làm đúng quy trình và tiêu chuẩn. Và đây có một lần cái để chống này các bạn. Chúng ta nhìn bằng quan luôn. Đấy. Tức là nó có cái phần kính đấy, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Kính này rất là sáng bóng và có thể nhìn xuyên qua bên kia luôn. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, mình có thể quay bên này luôn để các bạn cùng xem. Và hai cái đợt này chịu lực rất là tốt nha các bạn. Mình khuyên các bạn là nếu đi mua thì các bạn nên mua cái tủ mà tủ hàn liền đấy. Tại vì cái tủ hàn liền thì nó chịu lực tốt hơn so với tủ lắp ghép. Thì bên mình vừa sản xuất tủ hàn liền và vừa sản xuất tủ lắp ghép. Tủ lắp ghép thì thường thường nó hay yếu và nó có một cái điểm thuận tiện là cái nhà phân phối ấy là họ có vận chuyển được số lượng nhiều hơn. Nhưng mà khi mà đưa đến tay người tiêu dùng ấy thì cái tủ ấy thường thường nó hay yếu. Và các bạn có thể chọn hai phương án, là mình khuyên các bạn là nên chọn cái tủ hồ sơ hàn liền là chắc chắn và đảm bảo nhất. Tại vì các bạn mình xem rất là cái phần này nhé. Đấy, cát thì cái đợt của nó này các bạn có thể là cái đợt di động này là được đổi bằng máy móc hiện đại nhất của Nhật Bản, công nghệ cao. Đấy, rất là xịn. Các bạn xem. Đấy, nếu mà các bạn cái này các bạn có thể để luôn chắc mãi chắc cân thoải mái ra bạn. Đấy, bản thân là cái tủ hàn liền ấy thì nó chịu lực bốn phía rất là tốt và rất là chắc. Nó không phải như những đơn vị khác nhé, các bạn gõ vào nó ồ và đôi khi nó cũng đổ luôn tủ ra ngoài đấy. Không phải là tôi nói xấu về sản phẩm của chúng tôi mà là sản phẩm xấu của một số đơn vị và nói tốt thôi, nhưng mà thực sự là nó như vậy. Đấy, các bạn tì xuống ấy, nó chịu lực rất là tốt này. Đấy, nó không đủ. Đấy, nguyên cái chỗ này của tôi nhá, nói thật với các bạn là nguyên cái chỗ mà ở trên sông ấy là nó tầm khoảng 100 cân rồi. Đấy, bạn để thoải mái có sao đâu. Đấy, các bạn thấy này, kể cả đợt di động ở đây này cũng được mạ sáng bóng luôn. Toàn bộ này là đợt di động và được đột dập bằng máy móc hiện đại. Đấy, toàn bộ ốc vít thì được sáng bóng. Đấy, các bạn thì nhìn thấy vật đẹp mê ly luôn, không thể chê được vào đâu. Một chiếc tủ hồ sơ các bạn xứng đáng để bỏ tiền ra mua. Đấy, kể cả trên này cũng có một cái ấy nhé các bạn, cũng có cái thân treo nhé. Và các bạn thì thấy đấy, ở đây nó có cái phần chống cửa trôi ra ngoài trông nó hơi xấu. Đấy, cho nên là cửa mà để cái trôi ra ngoài là nó hay xấu cho văn phòng, mà đôi khi là các bạn suốt ngày đi đóng cửa xếp la suốt cũng mệt lắm, và sao lại không đóng lại tủ. Nếu các bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi thì các bạn không thể chê được vào đâu. Trên tính điện thì có tẩy rửa chín bề, tủ thì được bảo hành 24 tháng tại nơi sử dụng. Các cái móc keo thì rất là dễ dàng. Đấy, nếu mà tôi không dùng thì tôi có thể đóng vào cái đá qua này tí thôi, để một tí là tự động rơi luôn. Đấy, rất là thuận tiện. Các bạn thấy đấy, đã dùng sản phẩm thì phải dùng cái tốt cho bền bỉ tí, không dùng nay hỏng mai ở đi sửa thì mệt lắm. Ít luôn, các cái lỗ thông gió các bạn xem đều ở mịn nhé, 10 cái thì đều như 10 luôn. Đấy, cái sắt cao cấp.vn mang những sản phẩm tủ hồ sơ chất lượng cao đến cho khối văn phòng và người tiêu dùng tốt nhất hiện nay. Cái sắt cao cấp.vn xin trân trọng tất cả các bạn đã đồng hành
và đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều được bảo hành 24 tháng 9 tháng tại nơi sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ đến nhà máy sản xuất tủ hồ sơ. Số điện thoại 0982770404 hoặc website ketsatcaocap.vn. Luôn luôn bên bạn khi bạn cần chúng tôi và luôn luôn chăm sóc tận tình chu đáo. Xin chúc các bạn luôn làm ăn phát đạt và thịnh vượng. Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những công nghệ sơn tự nhiên có thể gửi chính về nhà các bạn và sơn sấy luôn trên công nghệ hoàn toàn tự động, rất là auto. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cái dây chuyền nó dài tầm 300 mét, rất là dài đấy, và nó rất hiện đại, là sơn nam hoàn toàn tự động, nó khô và nó sẽ sơn sấy luôn các bạn. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong những nhà máy sản xuất tủ sắt đẹp nhất tại Việt Nam. Đây là một trong những dòng tủ đa năng, các bạn có thể thấy đấy, cả đường rất là sắc sảo, rất là đẹp và rất là sang trọng đấy. Nếu nhìn bạn nào mà đã mua tủ của mình thì rất là vui. Nói chung là cũng thì theo mình nhận định là rất là chắc chắn, và với độ dày là 0.6 nhé, và rất là cực kỳ luôn. Nó được một phần trong những phần tăng cứng của cái tủ này rất là đẹp. Đấy, thì đường nét thì rất là sắc sảo này. Các bạn nhìn thấy đây, toàn bộ là máy cắt tự động nhé các bạn. Đấy, và trong này rất là cứng cáp. Các bạn nhìn thấy đấy, hàn điện và sơn tự nhiên. Đây, cái dòng tủ ga 5 này thì có cả bóc áo này, thực sự là cho tổng giám đốc và phòng của tổng xếp tổng này là chính nhất. Đấy, đấy, mình sẽ cùng đi qua xem. Đây là cái tủ ga 3 này, tủ ga 3 kính là một trong những tổng công ty hay sản xuất cho những cái tập đoàn lớn. Ta về người ta làm thương mại này nhé các bạn, rất là dễ dàng. Đấy, chắc chắn cực kỳ luôn, và nó sắc sảo không kém phần lông chăng. Toàn bộ được sơn tĩnh điện các bạn, đảm bảo dây chuyền tổng khoảng 300 mét. Đấy, rất là đẹp luôn.